điều ở đây mình thấy đó cả nhà, cơm sườn nè, sườn đây là anh nói là đặc sản của quán. Sườn là làm bằng sườn cây đó, mà anh quay xả nha, cái xả bắt đầu chiên lại. Thơm quá. Rồi, khen anh. Mời quý cô chú anh chị và các bạn ăn cơm trưa cùng với cuộc sống Sài Gòn TV tại thành phố Cà Mau. Cơm gì anh? Bằng áo trái rồi, lỡ rồi. Hấp dẫn quá. Ăn cơm tấm. Cháu quay nhà xíu nha chị. Quay nhà xíu nha. Ẩm thực. Hello. Hello. Về Cà Mau nhớ nhà thì trưa nay đi kiếm quán cơm thì tại ngay chỗ góc đường Lý Thái Tông nè, Phạm Ngọc Hiển nè, có quán cơm tấm nhìn cũng khá là hấp dẫn nên là quyết định ghé. Ủa anh nó ăn cái gì? Một nghìn gà nè. Cho con hai dĩa nha cô, hai dĩa. Đây đông lắm. À đi chợ ăn bộ gì? Anh ăn gì? À đây chú chiên nè, chú chiên nè. Đây là sườn rom hả chú? Sườn muối xả chiên. À sườn muối xả chiên nha. Dặn là ăn cơ, anh ăn cơm gì? À, sườn xả luôn hả? Ồ chắc là hấp dẫn đó. Cho con sườn xả luôn đi nha chú. Hấp dẫn luôn cả nhà. Đây là cơm trưa nha. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ chú? 9 giờ tới 7 giờ sáng tới 10 giờ tối. Dạ, à 7 giờ sáng tới 10 giờ tối.
quý cô chú anh chị và các bạn về Cà Mau ấy, thì nếu mà buổi trưa á, à, buổi tối này ghé đây ăn cơm sườn cũng hấp dẫn này. Sườn xả. À, cái này mình luộc lại rồi hả chú? À, ông cái này là mình nướng. Dạ. Quay rồi nướng. Dạ. À mình quay trước à? À chứ không có luộc, luộc không ngon đâu. Dạ. Đây để mình quay một xíu cho quý cô chú anh chị các bạn. Con cây ngọc thực trên Sài Gòn về Cà Mau. Ồ, ngoài ra còn có canh khổ qua nè, trứng thịt kho tàu nè, còn thấy có gà nữa. Gà bên kia là xương, à xương mình nấu canh hả chú? Mình được bán mình là được bao nhiêu năm mà chú? 8 năm. Đây cái nhà chắc này là món này là đặc sản của quán mình quá. Dạ. Đặc trưng của quán mình á. Dạ. Ôi quán đây là cái này là đặc trưng của quán mình. Dạ. Một lần chú chiên mấy cục thôi, không chiên nhiều hả? Dạ. Dầu mới là nó ngon. Dạ. Nhưng một dĩa này là bao nhiêu chú? Dĩa 36 ngàn. Một dĩa là 36 ngàn hả? Dạ. Cũng khá là bình dân nha cả nhà. Đây, còn phía bên ngoài đây là cô bán nè. Đó, mình ngồi ở phía bên trong này, quý cô chú anh chị và các bạn hả. Hôm nay cuộc sống Sài Gòn TV về Cà Mau. Về Cà Mau nên là quyết định tìm quán cơm tấm, cơm sườn. Thì phát hiện ra có cơm sườn này nên là ghé vào thưởng thức cũng như là giới thiệu cho quý cô chú anh chị và các bạn. À cái này là bún hả cô? Thịt lụi mình làm bún hay là sao? Cơm cũng được. À mình có cơm, vừa có cơm vừa có bún luôn à. Đây. Đây là gà bắt nhịp á. À đây là gà phải không? Cái này là trứng nào phải không? Trứng này là mắm chưng anh. Mắm chưng hả? Cái này là chả trứng. À chả nem. Nếp là để mình bán bún á. Dạ, ăn bún ăn cơm cũng được à. À ăn bún ăn cơm cũng được hả? À cái này là sườn miếng chiên. Mà sườn miếng chiên. Dạ miếng là nướng anh. Ủa nướng à? Dạ. À tưởng chiên chứ. Hồi thật dặn quá. Ồ đây còn đây là nồi cơm nè. 26. Đây quý cô chú anh chị và các bạn ạ, à, đây góc đường nè, Phạm Thế Hiển nè, Lý Thái Tông nè. Mình qua ngay chỗ khổ trung tâm á, đoạn này cũng là trung tâm rồi cả nhà ơi. Đoạn này cũng là trung tâm của thành phố Cà Mau rồi. À, quý cô chú nhìn sơ sơ. Dưa, cái đây là bì. Đồn, à, dưa chua là ăn kèm với cơm á. Dạ. À, đây là cơm tấm. Giờ nào là cao nhất cô? Đông nhất á. Chắc giờ này hả? 11 giờ. À 11 giờ là giờ cơm, đúng rồi. Giờ cuộc sống Sài Gòn TV tới đây là cũng trễ rồi, trễ rồi. Ồ, 12 rưỡi gần 1 giờ rồi nhà ơi. Rồi, mời quý cô chú anh chị và các bạn vào ăn cơm thôi. Đây. Dĩa con đây hả? À. Cái này con buông vô luôn. Rồi, tự buông vô luôn. Trời ơi, dĩa của mình đây cả nhà ơi. Rồi. Đây trong đây để cơm tấm nè, phần nè cả nhà ơi. Rồi. À chứ hồi lúc kia đông lắm. Đông lắm à? Đông lắm. Không có chỗ chân chân. Ngồi dưới ngoài này cho nó thoải mái nè nè. À rồi. Cơm nè. Nhìn nè, dĩa cơm của mình nè. Cơm ăn hả?
ở đây mình thấy đó cả nhà, cơm sườn nè. Sườn đây là anh nói là đặc sản của quán. Sườn là làm bằng sườn cây đó, mà anh quay xả nha. Cái xả bắt đầu chiên lại. Thơm lắm. Rồi, khen anh. Mời quý cô chú anh chị và các bạn ăn cơm trưa cùng với cuộc sống Sài Gòn TV tại thành phố Cà Mau nghe cả nhà. Mới hôm nay mình còn ở Bạc Liêu. Hôm nay xuống Cà Mau nên là chia sẻ một số món ăn cho quý cô chú anh chị nha. Có sườn nè, cũng được ướp, nói chung là được ướp sẵn nè. Sườn cây, sườn cọng đó nha, giống như sườn cọng. Thấy em không? Ấm thực đường phố cuộc sống Sài Gòn TV ấy, đi rất nhiều nơi. Hiện tại mình đang về miền Tây. Cuối cùng của tổ quốc. Cơm trường ngon. Thường ngon. 36.000 một dĩa. Cơm thêm rồi kêu anh. Đông. Cái cơm này mình thấy đông. Ngoài ra ở đây còn có bán bánh tầm cây nữa. Bánh tầm cây quê hương. Quý cô chú anh chị và các bạn, chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của mình. Bye bye. Cơm sườn xả ngon lắm các bạn.
đây là gọi là đặc sản riêng của quán. Mình thưởng thức cái hương vị xả đó nó rất là ngon, giá cũng khá là bình dân, giá không 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 nữa hả? Không không mấy cái này hả? À, cái này ăn mút xả không hả? Đúng rồi, tùy món. Sắp tới là ăn món này, cơm này không mấy em. Dạ, đặc sản. Điều, đặc sản của quán. Tới là bữa chiên rồi. Anh ảnh ướp á, cái hương vị ướp nó không có mặn lắm mà nó vừa mà tầm mình ăn á. Đây mà về có mỡ luôn. Có mỡ luôn hả? À. Em tưởng thường thịt thôi chứ, nay có mỡ luôn hả? À. Có chừng mỡ luôn. Ai có chừng mỡ mới có. Ai ăn mỡ là có mỡ. Rồi lên đây. Dạ hợp xã cho anh đây lên. Cây gì? Nem nướng. Cơm nem nướng. Hai trứng của thêm gì? Hai con nem, hai trứng chiên và thêm. À, đây rồi chị cắt cái cháy ra, cái cháy bỏ. Hồi nãy mình tưởng làm bún chứ. Nãy em tưởng là chị cắt ra làm bún. À, em mới hỏi em tưởng là làm bún, không phải là chị cắt ra là đây cái cháy chị bỏ đó cả nhà. À mấy cái này chị bỏ, cái này mình cứ tưởng là làm bún.